Báo cáo, vào đi. Ngồi xuống. Không phải gặp xui rồi sao? Sao hả? Tôi đã vào đây rồi, sao anh còn chưa ra? Cảnh sát chút y mà không. Bây giờ anh giống tôi rồi, không gọi như vậy được. Bây giờ anh phải cảm ơn tôi. Uổng cho anh là đàn ông. Nhìn thấy vợ của mình đang quan hệ với người đàn ông khác trên xe mà vẫn không ra tay. Anh có còn là đàn ông không? Đúng là một tên ngu ngốc. Khốn kiếp, tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nè, mau dừng tay lại đi. Tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày. Mau dừng tay lại đi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, tránh ra đi. Tao đánh chết mày. Đánh chết mày. Nè, cảnh sát, cảnh sát. Đánh nhau rồi, cảnh sát à. Dừng tay lại đi, có chuyện gì vậy, hả? Cảnh sát à. Anh ta đánh tôi, anh nhìn thấy chưa? Anh làm chứng cho tôi đi, hả? Giang Toàn và Chúc Xuân Minh đánh nhau. Không phải, tôi không đánh anh ta đánh tôi. Có thấy mũi tôi chảy máu hay không? Anh cũng không tốt lành gì. Được rồi, tôi muốn đổi phòng. Tôi không muốn ở phòng này nữa. Cho số 59 lên lầu 2 đi. Được rồi, ra ngoài đi. Chúc Xuân Minh, nếu không có tao, anh hai tao với vợ mày đã sinh con luôn rồi. Mày không phải đàn ông. Tao giết chết mày. Nè, làm gì vậy? Nè, đi chào đi. Gọi điện, nói gia đình gửi tiền, mau lên. Được rồi, mau lên đi. Được, được, được. Alo, là Dạng Toàn hả? Em đang gặp rắc rối, mau gửi tiền cho em đi. Bao nhiêu? 100 ngàn. Gửi 100 ngàn. Nỗi đợi góc phía nam quảng trường Thế Kỷ. Nếu dám gọi cảnh sát, cô sẽ mất mạng liền. Giang Toàn, cầm 100 ngàn tệ, để chúng em ở góc phía nam quảng trường Thế Kỷ. Anh tuyệt đối đừng gọi cảnh sát. Nếu nhìn gọi cảnh sát, anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Nhanh lên đó. Cô giật đèn đỏ sao? Cô điên rồi hả? Tôi không để ý. Tôi không thấy đèn đỏ mà. 0303 Giang B 000015 vượt đèn đỏ ngã tư, kiểm tra thử đi. Người yêu ơi, bay chậm thôi, câu chuyện bông hồng đầy gai ở phía trước. Người yêu ơi, mở miệng ra nào, hương hoa trong gió sẽ khiến em say đắm. Người yêu ơi, hãy bay cùng anh, bay qua rừng ngắm suối. Người yêu ơi, đến và nhảy đi, sẽ không còn bóng tối trên con đường tình yêu. Chúng ta mãi mãi bên nhau, bay qua hồng trần này. Bay lên nào. Anh à, đang hát về qua sao? Anh à, em đang rất khó khăn. Mua thiếu trước, được không? Người yêu ơi, bay chậm thôi. Anh à,
Coi chừng bông hồng gai ở phía trước, em đang rất khó khăn mà. Đi. Anh à, đồ khốn, đưa đi cho tao. Dám giật túi của tao sao? Tao đạp chết mày. Đi. Tất cả các người đều là khốn kiếp, không có ai ra gì. Tôi nói cho các người biết, đừng ép người quá đáng. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Nè, cậu lấy 10.000 tệ của tôi. Ai lấy con chứ? Mau trả đây. Mau trả đây. Giang Toàn, Tuệ Quyên, em ổn chứ? Có mang theo tiền không? Có mang. Mở ra mau. Được. Anh bạn, dùng tiền có thể nói chuyện mà. Chừng này tiền chúng ta kết bạn được không? Đưa qua đây. Chạy đi. Tôi đưa tiền cho anh rồi, nói lời phải giữ lấy lời chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu. An toàn rồi tôi sẽ thả người. Hay là tôi đưa xe cho anh luôn, anh tự mình lái đi được không? Đúng đó, đưa xe cho anh luôn được không? Nói gì làm gì, chạy đi. Nè, lấy mau đi, đừng mà. Nè, đừng mà. Đừng. Nè. Lao tới. Alo, gửi trong xe nghe đi. Bây giờ cậu đang bị bao vây, lập tức hạ vũ khí rồi bước xuống xe. Con nghe thấy không? Tôi nói lại một lần nữa, lập tức bước xuống xe. Đừng có lại gần. Đừng qua đây. Nếu không tôi giết cô ấy đó. Sếp Trường, bình tĩnh đi. Trong xe có con tin. Bỏ súng xuống mau. Bỏ xuống mau, con nghe không? Tất cả bỏ xuống hết đi. Lùi lại. Bật cảnh báo. Đại dĩ, nếu họ bật cảnh báo, mọi người lùi lại đi. Bật cảnh báo lên. Đừng quản, bình tĩnh đi. Đừng ép tôi. Dừng lại đi. Có nghe thấy hay không? Mau tránh đường đi. Tắt cảnh báo đi. Tắt cái gì? Cục trưởng Đinh, tắt cảnh báo đi. Tắt cảnh báo đi. Tắt cảnh báo hết đi. Hiện tại mọi chuyện sao rồi? Nghi phạm đang mặc cả với chúng ta. Sếp Đinh, anh thấy chuyện này làm sao đây? Cậu có thấy không? Tay tên cướp không ngừng run rẩy. Có nghĩa là bất kể động cơ phạm tội của hắn là gì, qua bàn tay của hắn, chúng ta có thể kết luận con người này rất là yếu đuối. Bật cảnh báo sẽ làm tăng áp lực tâm lý lên hắn, buộc hắn phải đi đến cực đoan.
với lại sẽ gây bất an cho con tin. Cậu khuyên hắn đầu hàng đi. Tôi đi nói với hắn ta sao? Phải, tập trung khuyên giải hắn, cố gắng khuyên hắn hạ vũ khí xuống. Chú ý, nhớ là dùng giọng điệu nhẹ nhàng một chút. Không dùng cái này được. Cậu đi ra kêu gọi hắn hãy đầu hàng. Nói đúng ra là cậu đi đàm phán với hắn. Nghi phạm không có súng, cậu có thể đến gần với hắn ta. Đi mau. Khoan đã, cậu bỏ súng xuống đi. Dừng lại. Cậu nhóc, không được qua đây. Qua đây tôi giết cô ấy. Nghe tôi nói, cậu nhìn tôi đi, nhìn đi. Tôi chẳng mang theo gì hết. Hả? Tôi không mang theo gì cả. Từ từ nói chuyện đi, được không? Sếp Đinh à, chuyện này có phải hơi nguy hiểm không? Không có nguy hiểm thì cần cảnh sát làm gì? La đại chỉ, cậu có bị bệnh hay không? Đâu có. Vậy thì phấn chấn lên đi. Thân thủ cũng không tệ. Thì tại vì lúc đó tôi... Được rồi, cô ấy lập tức mang theo một vài anh em. Trong lúc Trương Song Thành đang đàm phán, tiếp cận hắn, nếu có hành động cũng cần đảm bảo an toàn cho con tin, tùy ý hành động. Rõ. Chí Cương, nói cái gì chứ? Tôi biết các người muốn bắt tôi. Tôi không mắc lừa đâu. Tôi còn có em gái đang chờ tôi chữa bệnh. Còn người em chờ chữa bệnh sao? Cậu như vậy thì cứu được em sao? Cậu không thể làm vậy để cứu được em của mình đâu. Đừng cố chấp nữa. Mau bỏ con dao đó xuống đi. Hợp tác cùng cảnh sát. Hợp tác sao? Bây giờ tôi là cướp rồi. Cướp có vũ trang. Tôi biết kết quả sẽ như thế nào. Nhóc con, nghe tôi nói. Nghe tôi nói đây. Bây giờ cậu đặt con dao xuống, bước ra, cho dù có đầu hàng, tôi bảo đảm, nếu cậu không làm hại tới con tin, cũng chưa lấy tiền. Cậu hiểu luật không? Nghe tôi đi, nào nào, xuống xe đi. Nói dối, tôi không tin anh đâu. Mau tránh ra đi, để tôi đi. Để cậu đi sao? Cậu nhìn xung quanh mà xem, cậu chạy thoát được hay không? Cậu bị bao dây rồi, tôi biết hay không? Xuống xe đi. Tôi không xuống. Chúng tôi sẽ cùng chết. Đứng im. Phim được dịch và đồng tiếng tại phim 4K. Thả tôi ra. Tôi không có giết người. Thả tôi ra đi. Mau thả tôi ra. Được rồi, tôi không giết người. Thả tôi ra. Dẫn đi. Đi. Cậu suy nghĩ sao rồi? Suy nghĩ cái gì chứ? Tiểu lão đại, cũng có lúc cầu xin tôi hay sao? Đừng có đắc ý. Tôi cho cậu biết, ở Giang Xuyên không có gì mà tôi không làm được. Vậy sao anh còn tìm tôi? Dạng Toàn, tôi là người cho cậu cơ hội đó. Đừng ra vẻ trước mặt của tôi. Chỉ cần nói làm hay là không thôi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Đúng vậy. Nếu là chuyện nhỏ,
thì sao tôi phải đưa ra mức giá như vậy? Người tôi cần giết là cảnh sát. Bớt nhiều lời đi. Cậu có làm hay là không? Anh nhờ giả người khác như vậy sao? Nhờ giả à? Bây giờ tôi đang thuê cậu làm. Cậu hiểu không? Là thuê đó. Đủ rồi. Anh thuê tôi nổi sao? Đừng có dùng từ đó. Như vậy đi, thay đổi điều kiện một chút. Cậu muốn gì đây? Anh thừa biết mà. Cậu đang dạy đời tôi đó sao? Đúng vậy, tôi thực sự phải dạy cho anh biết. Tiểu lão đại, đời có câu vợ ai người đó ôm, cơm ai người đó ăn, tiền ai kiếm được người đó xài. Quy tắc này anh không hiểu sao? Còn hồ đồ như vậy à? Nếu tôi tìm được người khác thế anh, anh có chịu không? Được, tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu xử được tên cảnh sát đó, việc kinh doanh ma túy ở tại Giang Xuyên sẽ để cho cậu. Không phải để cho tôi, mà là trả cho tôi. Giang Xuyên vốn dĩ là của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng. Được. Phim 4K. Khi nào thì tiến hành? Anh nói xem. Tôi không thể chờ dù chỉ là một phút. Đường bình an. Mãnh Tử à, Mãnh Tử. Cục cảnh sát thành phố Giang Xuyên. Sếp Cao, sếp Cao, sếp Cao à, người đâu rồi? Sếp Cao, sếp Cao, anh được kích động mà, cố gắng lên một chút đi. Anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi. Đại chỉ đâu hả? Mãnh Tử à, Mãnh Tử, mau lên, mau lên, mau, nhanh đi. Mãnh Tử à, ráng lên đi. Mãnh Tử à, ráng lên, mau lên, mau lên. La đại chỉ có. Sếp Trương, mau đưa người đi canh gác. Mau lên, càng nhanh càng tốt. Rõ, ba người đi theo tôi. Rõ. Chí Cương à, có. Mau khảo sát hiện trường. Khảo sát hiện trường. Rõ. Toàn thể đội trọng án, nghe cho rõ đây. Phong tỏa mọi nẻo đường, không cho chiếc xe nào đi qua. Rõ, mau lên. Được chưa? Được rồi. Em trai, lẽ ra không nên bỏ đi trước anh mới phải. Anh rất nhớ em. Anh rất nhớ em. Em trai, em yên tâm đi. Anh đã lấy mạng tên cảnh sát đó để cúng thất cho em rồi. Anh đã trả thù được cho em. Trung y chú trọng nghe, ngửi, hỏi, sờ. Điều này cũng có tác dụng tương tự đối với người làm trinh sát chúng ta.
Có người cho rằng tôi có cái mũi chó nên nghi ngờ suy đoán của tôi. Được thôi, hôm nay tôi mời tới một chuyên gia để cô ấy kiểm chứng. Báo cáo, Cục trưởng Đinh. Lãnh Hà Nam, cô làm công tác phòng chống ma túy. Cô qua đây kiểm chứng thử trong vali này có từng chứa ma túy không. Thế nào? Tôi có thể khẳng định chiếc vali này từng chứa ma túy. Nếu vali này từng chứa ma túy thật, vậy tay buôn bán ma túy lại dùng nó để làm chuyện khác sao? Một kiến thức cơ bản như vậy, sếp Trương nói rất phải. Những kẻ buôn bán ma túy đều hiểu, trong hoàn cảnh bình thường bọn họ sẽ không để chiếc vali này rơi vào tay người khác. Được rồi, ngồi đi, ngồi xuống hết đi. Chuyện này chúng ta phân tích sâu hơn. Vậy Vạn Toàn là ai chứ? Tại sao anh ta lại dùng vali này để đựng tiền? Có một khả năng, bởi vì anh ta đi quá gấp, vì muốn cứu người, trong lúc vội vàng làm lộ dấu vết. Nếu trước đó anh ta có nghĩ tới khả năng vali này sẽ rơi vào tay của bộ công an chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ không thể nào thu được manh mối quan trọng như vậy. Tôi cho rằng còn có một khả năng khác, chính là bản thân Vạn Toàn cũng không biết vali này từng chứa ma túy. Vậy thì chúng ta phải tìm chủ nhân thật sự của vali này. Báo cáo Cục trưởng Đinh, đây là kết quả kiểm tra. Đúng là từng chứa heroin. Phim được dịch và lồng tiếng. Tôi nghĩ đây là thu hoạch bất ngờ khi phá án. Mọi người chú ý, những gì hôm nay chúng ta thảo luận rất là quan trọng. Không ai được tiết lộ bí mật với bên ngoài, rõ chứ? Đã rõ. Chấp pháp nghiêm minh, vì dân phục vụ. Cảm ơn hai người. À không, tôi nên cảm ơn cô mới phải. Ở chỗ cô không được phép đãi khách ăn uống, nếu không thì có thể đãi hơn chục bàn. À không, chúng tôi phải đãi hơn chục bàn. Đúng, mời mọi người ăn một bữa thật ngon. Nghe cũng rất hay. Nói chung là tất cả chúng tôi muốn ăn một bữa ăn của anh. Vậy tất cả chúng tôi phải cởi bỏ đồng phục rồi. Vậy sao mà được chứ? Anh xem, cô gái mặc đồng phục cảnh sát tràn đầy sức sống đó. Đúng rồi, đây là bạn trai của tôi, Vạn Toàn. Đúng, tôi tên Vạn Toàn. Tôi muốn gặp Cục trưởng Đinh. Sếp Đinh chắc đang ở trong phòng. Được rồi, vậy chúng tôi đến đó. Chờ một chút, tôi nói chuyện với anh Vạn một chút có được không? Được chứ, cứ nói đi. Anh Vạn, anh đừng có lo, chúng ta nói chuyện đơn giản thôi. Ngồi đi. Tôi đâu có lo gì đâu.
Được, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nghề nghiệp của anh? Nghề nghiệp? Khu nghỉ dưỡng là của tôi. Cái đó là tự kinh doanh, làm nghề lao động. Làm thế nào anh có thể kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy? Vậy mà nhiều sao? Nếu cần tôi sẽ giúp cô kiếm hàng trăm ngàn trong tích tắc. Không cần phải ngạc nhiên đâu. Tôi hỏi cô, nếu bạn trai của cô bị uy hiếp, cô có bỏ mặc được không? Hay cô sẽ gom tiền cho anh ấy ngay lập tức? Trước hết, tôi không có bạn trai. Kể cả khi tôi có bạn trai, cũng sẽ gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát à? Không phải tôi không tin, nhưng tôi là doanh nhân. Tôi không muốn gây rắc rối. Nhìn cô đẹp như vậy, sao nói chuyện lạnh lùng quá vậy hả? Có phải là đã quen thẩm vấn tù nhân rồi hay không? Hỏi tôi như hỏi tội vậy. Khuyết điểm này cần thay đổi đó. Sếp Đinh, cậu đi đâu vậy? À, tôi... Để sao rồi hãy nói đi. Nhìn cái này trước. Đưa tiền cho anh ta. Cái này để làm gì? Kiểm kê. Anh Dạng à, đây là 90 ngàn, nhưng mà anh nói là 100 ngàn tệ. Một trăm ngàn tệ đó tôi không cẩn thận đụng vào người ta, rồi lỡ làm mất, không sao đâu. Không được, 10 ngàn tệ không phải là con số nhỏ. Anh nên viết lại việc đã làm mất tiền như thế nào. Chúng tôi sẽ cố hết sức giúp anh tìm lại. Tôi nói cho cô biết, không ai gặp nguy hiểm gì là được. Đừng nói mất đi 10 ngàn tệ, dù có mất đi tất cả, tôi cũng chấp nhận. Của đi thay người mà. Sếp Đinh, văn toàn này đúng là có vấn đề. Làm sao cô biết? Anh nghĩ đi. Biểu cảm quán trước 90 ngàn tệ cho thấy hắn đã nhìn thấy số tiền lớn đó. Hơn nữa, nếu là người bình thường, mất đi 90 ngàn tệ không thể ăn ngon ngủ yên được. Cũng không hẳn. Hắn biết số tiền được giữ của công an nên ăn ngon ngủ khỏe. Còn nữa, hai người có để ý không? Hành động bỏ tiền vào vali của Dạng Toàn không phải chồng từng sắp một, mà lại gom một cục như vậy. Sếp Đinh, vậy ý của sếp là đi sắp xếp cho người theo dõi. Chuyện này cậu lo đi. Rõ. Sư phụ, sư phụ à, người ta trong đó ăn sơn hào hải vị, chúng ta ngoài này cũng đâu thể để bụng đói được. Hay là chúng ta đặt đồ về ăn đi. Muốn bia không? Sao hả? Tôi biết cậu là một con sâu rượu rồi. Nói cho cậu biết, để sếp Trương biết chuyện này là cậu chết chắc đó. Anh không nói thì sao mà sếp Trương biết được? Mà với lại, chúng ta theo dõi Dạng Toàn cũng khá lâu rồi mà, vậy mà cũng không có manh mối gì. Tôi có nhiều bất mãn lắm. Tại sao Sếp Đinh hắt xì một cái, ho một tiếng là mình phải ngồi đây câu chờ? Nói thiệt, mình tận dụng khoảng thời gian này là có thể bắt được hung thủ sát hại Sếp Cao rồi. Anh tin không? Cậu tự cao quá rồi. Chí Cương, đói bụng thật sao? Phải. Hay làm vậy đi, quên chuyện nhậu nhẹt đi. Cậu ra ngoài mua hai củ khoai, chúng ta lót dạ trước. Tôi không ăn cái đó. Muốn ăn thì tự mua đi. Cứ hãy nhắm mắt lại á, là thấy nguyên bàn tiệc sang trọng rồi. Mơ thấy bàn tiệc luôn hả? Phim được dịch và lồng tiếng tại Chí Cương, phim 4K. Dạng Toàn đâu rồi? Chí Cương,
Mất dấu rồi. Hồi nãy còn ở đây mà. Vậy làm sao? Mau. Có hay không? Không đi vệ sinh. Đi. Sư phụ à, anh tính làm gì? Báo cáo sếp trường. Anh bị ngốc hả? Chúng ta theo dõi Vạn Toàn lâu vậy, hắn mới biến mất, cũng chưa làm được gì mà. Thử báo sếp biết đi, sao con người của anh thật thà quá vậy hả? Cứ đòi báo sếp hoài, chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng báo sao? Tới lúc đó, chúng ta sẽ bị trừ điểm. Anh suy nghĩ kỹ đi. Giám đốc Vạn, có chuyện gì sao? Giám đốc Vạn, tôi từ văn phòng thành phố. Còn nhớ không? Tôi nhớ, có chuyện gì? Nói đi. Đúng vậy, thực ra thì chúng tôi có một chút chuyện muốn anh phối hợp điều tra. Điều tra? Chuyện 10.000 tệ sao? Tôi đã nói rồi, không cần nữa, đừng tốn công. Vậy ha, Vạn Toàn, chúng tôi còn chuyện khác. Được rồi, đi nói với họ. Chờ tôi một chút. À, không cần đâu, đi đi. Được rồi, vào trong rồi nói. Có chuyện gì nói đi, tôi còn có cuộc họp. Chúng tôi đến vì chuyện của Vạn Phúc. Anh tôi, anh ấy chết từ lâu rồi kia mà. Điều tra gì nữa? Có một số câu hỏi chúng tôi cần anh thành thật trả lời. Ý các người là gì? Có vấn đề chúng tôi cần phải làm rõ. Làm rõ? Đây là chủ đề tôi ít muốn nói nhất. Nếu các người muốn làm rõ, trước tiên cần để tôi làm rõ trước. Vậy thì nói đi. Tôi... Hai người đã chết. Anh tôi bị bắn 3 phát. Tôi không hiểu được tại sao kẻ giết người lại được tuyên án tử hình treo. Đây là vấn đề pháp lý. Quyền giải thích thuộc về tòa án. Vì hắn là cảnh sát sao? Vì anh ta là cảnh sát. Có một số chi tiết chúng tôi cần làm rõ. Chi tiết? Chi tiết gì? Quản Tiểu Mỹ không biết xấu hổ. Nếu cô ấy không quyến rũ anh tôi thì sao anh tôi chết được? Tự hại mình, hại luôn anh trai tôi. Được rồi, tôi còn cuộc họp. Vạn Toàn, giám đốc Vạn, thái độ này là sao đây? Vậy thái độ của mấy người là sao? Đang điều tra à? Nghĩ tôi là ai chứ? Không phải, anh, chúng tôi đâu có nói như vậy. Được rồi. Vạn Toàn, tôi mong là anh hãy bình tĩnh lại. Tại sao lúc nào khi nhắc tới Vạn Phúc anh cũng kích động vậy? Dù sao anh cũng là tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng. Tôi hy vọng là anh bình tĩnh lại. Bởi vì anh đang bận, chúng tôi sẽ đi trước. Quay lại tìm anh sau. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Anh đó, đừng kích động nữa. Bình tĩnh một chút đi.
Lúc nào rồi mà còn uống vậy? Đây đâu phải là bia đâu, là nước. Nào, làm ấm cổ họng đi. Tôi không uống. Muốn uống thì uống đi. Vậy thì tôi uống. Sao anh lúc nào cũng như vậy hả? Chai của anh đây nè. Tôi cũng khác mà. Anh làm gì vậy? Sư phụ, mau lên xe đi. Và lồng tiếng tại sư phụ, hắn ra ngoại thành để làm gì? Tôi cảm thấy không đúng lắm. Sư phụ, sư phụ, chúng ta đang làm giám sát bí mật, hay là báo cáo cấp trên trước đi? Để báo cáo thì hắn bỏ chạy rồi. Hắn bị tình nghi phạm trọng tội, đuổi kịp rồi nói. Sư phụ à, anh bình tĩnh trước đi, không làm đúng sẽ bị trừng phạt đó. Dù bị tước đi đồng phục cảnh sát, tôi cũng không để cho hắn chạy trốn đâu. Nói thật đi, và An Toàn đâu? Tôi không biết. Hắn ở đâu? Tôi thật sự không biết mà. Còn nói hay không? Ở đâu? Tôi thật sự không biết mà. Được rồi, đi theo tôi. Alo, nói đi. Sao chứ? Mất dấu và An Toàn rồi à? Lại tự tin vỗ ngực nói, nhất định theo dấu. Phạm sai lầm căn bản như vậy, thời điểm mấu chốt lại gây rắc rối. Trương Song Thành, cậu giải thích sao đây? Tổ trọng án các người thật sự rất lợi hại. Uống rượu lúc làm việc, cá tính lắm. Đội trưởng Trương, tôi đã từng nói với cậu, nếu có người thích hợp, tôi chắc chắn bãi nhiệm cậu. Chắc cậu nghĩ tôi chỉ nói đùa. Bây giờ không có người thích hợp, tôi cũng bãi nhiệm cậu. Sếp Đinh à, đều là lỗi của tôi, không liên quan tới đội trưởng.
Tôi cho phép cậu nói chưa? Hả? Tôi hỏi cậu, nếu chàng Toàn là trùm ma túy quan trọng, cậu còn dám không theo dõi bất cẩn như vậy hay không? Nói mau, cậu dám hay không? Không dám. Đội trưởng Trương, cậu thấy chưa? Gốc rễ nằm ở đây. Trong mắt của cậu ấy, trong mắt của người đội trưởng như cậu, đã không xem trọng nó. Vạn Toàn là người có tiền, hắn là người nhà của nạn nhân, chỉ vậy thôi sao? Kết quả cả hai lần đều mất dấu. Sếp Đinh à, hãy trừng phạt tôi đi. Trừng phạt à? Trương Song Thành, tôi sẽ ghi nhớ lỗi này của cậu. Trương Song Thành, lệnh Hà Nam, có. Lập tức phong tỏa các nút giao thông trên toàn bộ thành phố, không để cho Vạn Toàn đưa trò qua đây. Rõ. Hai người đứng đó làm gì? Cậu không mau đi làm nhiệm vụ. Rõ. Chào anh, vui lòng xuất trình giấy phép lái xe. Có chuyện gì sao? Ở đây có bản cấm là không được đậu xe. Được rồi. Được, được, được. Của anh đây, đóng tiền phạt đi. Hiện tại nhà ga và bến tàu đều đã bị phong tỏa. Đường ra Giang Xuyên bị chặn rồi. Được rồi, cậu liên hệ ngay với Angel đi, để cho họ đưa tôi ra khỏi Giang Xuyên này. Cái gì? Chưa đầy 20 phút nữa là tôi bị cảnh sát bắt rồi. Được. Chủ nhiệm Mạc, chào cậu, chào cậu. Sao vậy? Anh đến lên mạng sao? Trên mạng có gì, sợ vợ biết sao? Tôi lên mạng sao? Sao cứ nói đùa không vậy? Tôi đang tìm một đứa trẻ. Tiệm net này khiến cho người buồn người vui đó. Tôi đi đây. Được rồi, gặp lại sau, tạm biệt.
Phim được dịch và lồng tiếng. Muốn làm gì vậy? Thị trưởng Châu, tôi có đại án muốn báo cáo. Cô là... Tôi là Kiều Tuệ Quyên. Tôi chính là người bị cướp trong xe vài ngày trước. Có vấn đề gì không? Dạng toàn là bạn trai của tôi bị tình nghi phạm trọng tội. Bằng chứng? Có. Tại sao lại tới gặp tôi mà không đến cục cảnh sát chứ? Ông là nguyên cục trưởng. Nói với ông, trong lòng tôi thấy yên tâm hơn. Nghe nói là có cục trưởng Đình mới tới. Tôi cũng chưa quen nữa. Tôi nghĩ vấn đề này thì cô vẫn nên đến cục cảnh sát trình báo. Như vậy đi, tôi đi cùng cô, được không? Được đó. Tiểu Kiều, cô đừng có lo, từ từ nói. Mấy ngày nay tâm trạng của Dạng Toàn không tốt. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là anh ấy chỉ không vui, sau này mới biết là anh ấy không biết nhận được tin tức từ đâu nói vụ án của anh trai Dạng Phúc sẽ được mở lại. Thấy vẻ mặt lo lắng của anh ấy, tôi đã cố khuyên giải, nhưng mà anh ấy cũng thỉnh thoảng bực tức, nói là cục công an lại bảo vệ Chúc Xuân Minh, bao che lẫn nhau. Nhìn thấy anh ấy với vẻ mặt rất tức giận, mấy ngày nay tôi sợ tới mức không dám đến gần. Ngày hôm qua tôi nghĩ tốt hơn là nên đi gặp anh ấy, mua vài thứ anh ấy thích ăn, xoa dịu tâm trạng của anh ấy. Thật không ngờ. Cô thấy rõ đó là súng à? Nhìn rất rõ, không sai được. Được rồi. Trước hết, chủ nhiệm Mạc, anh chuẩn bị xe, chở Kiều Tuệ Quyên về nhà trước. Không, cục trưởng Đinh à, tôi không muốn về nhà đâu. Bây giờ Dạng Toàn biết tôi thấy súng của anh ấy. Nếu bây giờ tôi quay trở về, anh ấy chắc chắn sẽ không để tôi đi đâu. Tôi sợ lắm. Cục trưởng Đinh, tôi không phải là người nhút nhát. Ngày hôm đó bị cướp trong xe, tôi cũng không thấy sợ hãi. Nhưng mà anh nghĩ xem, nếu ở cạnh một người đàn ông mang súng trái phép, tôi không lường trước được hậu quả. Tôi không về đâu. Anh phải bảo vệ tôi. Tôi thấy hay là vậy đi, sắp xếp cho cô ấy ở lại cục trước, để sau khi bắt được Dạng Toàn thì cho cô ấy về. Được rồi. Chủ nhiệm Mạc, anh sắp xếp đi. Được rồi. Cô đi theo tôi. Anh Đinh, tôi có việc nên đi trước đây. Được rồi. Được, chào anh. Cục trưởng Đinh,
Anh nghĩ sao về chuyện Kiều Tuệ Quyên đến báo án? Đâu phải là anh không biết. Trước khi cô ấy tới, chúng ta đã sắp xếp xong. Dù Kiều Tuệ Quyên không tới báo án, chúng ta cũng sẽ tiến hành hành động. Khẩu súng trong tay của Dạng Toàn rất có thể là của Trúc Xuân Minh. Như vậy hung thủ giết hại Dạng Phúc và Quảng Tiểu Mỹ rất có thể cũng là hắn. Càng quan trọng hơn, tại hiện trường vụ án, Cao Mãnh bị sát hại cũng tìm thấy được chứng cứ chứng minh hắn có liên quan trực tiếp. Cao Mãnh bị giết, tôi cho rằng hung thủ cũng là hắn. Ở thành phố Giang Xuyên chúng ta, kể từ sau khi Tiếu Lão Nhị mới lại xuất hiện một kẻ đáng nghi như vậy, nhất định phải bắt được mà phải bắt sống. Tiểu Lão Đại, cậu tới rồi. Tôi tới lâu rồi. Chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi, đừng có phí lời. Tôi có việc cần anh giúp đỡ. Cần tôi giúp sao? Cậu cũng phải nhờ giả à? Được, coi như tôi nhờ anh. Trước kia trong chuyện làm ăn, chúng ta khó tránh khỏi va chạm. Hiện tại tôi gặp khó khăn, hy vọng là anh có thể giúp tôi lần này. Bình thường cậu mánh khóe thông thiên mà. Đúng vậy, nhưng tôi đang bị cảnh sát truy lùng, không ra ngoài được. Có phải là vì chuyện cướp súng kia không? Đúng vậy. Còn chuyện thay anh giết tổ trưởng tổ trọng án nữa. Cậu có nhầm không vậy? Chuyện như vậy tôi để cậu làm sao? Số tiền này là của anh, hy vọng anh giúp được người anh em này tìm được đường sống. Anh hai, không được lấy tiền này. Chương Kiến, mày là cái thá gì hả? Tới lượt mày nói chuyện sao? Tôn trọng một chút đi. Dạng Toàn, có ai cầu cạnh với cậu không? Ngân hàng chỉ rút được chừng này thôi. Sau khi xong việc, phần còn lại tôi trả gấp đôi. Sau này, còn có sau này hay không thì chưa biết được. Phim được dịch và lồng tiếng. Anh hai, anh ba vừa ra đi, cảnh sát đang theo dõi chúng ta rất chặt. Nhất là Đinh Lạc Sơn, hẹn anh ta hai lần đều không tới, có vẻ đã nảy sinh cảnh giác với anh rồi. Hơn nữa, Dạng Toàn chính là tội phạm truy nã, muốn bỏ trốn thì không đơn giản vậy đâu. Chương Kiến, mày là cái thứ trong ơn phụ nghĩa. Mày đừng quên lúc trước khi còn non nớt, không có tao dẫn dắt, mày đã xanh cỏ từ lâu rồi biết không? Ai cũng có chủ riêng, tôi không thể vì con chó sắp chết mà làm hại anh hai. Mày dám? Được rồi, được rồi. Dạng Toàn à, Tiếu Lão Đại này hành xử như vậy đó, không có tiền chắc chắn sẽ không làm. Nhưng không phải cứ bỏ tiền thì chuyện gì tôi cũng có thể làm. Người anh em, không phải tôi không giúp cậu, tình thế bây giờ tôi cũng khó mà giữ được mình.
Được. Mọi người đều lăn lộn trong giới, trắc trắc trở trở tam tai bát nạn là chuyện khó tránh. Nhưng mà đừng có quên, tuy là công an bắt tôi, nhưng Giang Xuyên cũng không phải là thiên hạ của anh. Hơn nữa, Angel đã tới đây, nói không chừng sẽ có ngày anh phải nhờ tới tôi. Angel, cậu đừng lấy Angel ra đe dọa tôi. Cô ta tới Giang Xuyên liên quan gì tới tôi chứ? Được, tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng giở trò này nữa. Anh tự mình lo liệu đi. Sau này còn gặp lại. Khoan đã. Cậu hãy giữ lại số tiền này đi. Mọi người lăn lộn trong giới không dễ dàng gì. Ngày hôm nay tôi sẽ cố hết sức. Sống hay chết phải xem phúc phần của cậu. Chuyện ngày hôm nay coi như là chưa từng xảy ra. Tôi cũng chưa từng gặp cậu. Sếp Lãnh, sao cô lại đến đây? Tình hình sao rồi? Tuyến cao tốc này vừa mới mở, rất ít xe, không có vấn đề gì. Vậy càng phải chú ý hơn, ngăn ngừa họ lợi dụng sơ hở. Rõ, bên này bố trí xong rồi. Không phải đã nói rồi sao? Không có việc gì đừng gọi điện thoại cho tôi mà. Chào anh. Chào anh. Tôi bên cảnh sát Giang Bắc, tới Đồng Xuyên để chứng cứ. Cảnh sát Giang Bắc sao? Phải. Anh đi mau đi. Được rồi. Có chuyện gì bây giờ cũng không nói được đâu. Tôi đang bận làm việc. Sếp Lãnh, chiếc xe vừa rồi là sao? Là cảnh sát Giang Bắc, nói là tới Đồng Xuyên lấy chứng cứ. Lấy chứng cứ à? Đúng vậy. Trên xe họ có mấy người? Chỉ có một người thôi. Phương Minh, có, đi. Đuổi theo. Sếp Trương, lối vào cao tốc Thành Đông phát hiện chiếc xe khả nghi, xin lập tức phái người tiếp diện. Tôi đang gửi theo hướng đó. Biết rồi.
Nổ súng cảnh báo. Bắn vào bình xăng. Lập tức xuống xe. Đứng yên. Phim được dịch và lồng tiếng. Giơ tay lên. Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi còn lập công. Nào. Bắn đi. Không bắn phải không? Lùi lại đi. Lùi lại. Không nổ súng thì thả tao ra. Cho tao chiếc xe. Nhanh lên. Đòi xe phải không? Phải. Xe này được không? Anh qua đây đi. Các người đừng qua đây. Chúng ta qua đó. Nhanh lên. Đưa cho anh đi. Kêu họ qua đi. Mau lên. Nhanh đi. Thả tao ra. Mau thả tao ra. Thả ra. Sếp lãnh, làm rất tốt, rất đẹp mắt. Tôi là tomboy, đẹp mắt gì đâu. Cũng chỉ là kiếm cơm ở tổ trồng án các anh thôi mà. Vậy đi, tối nay tôi mời sếp lãnh ăn cơm. Mời tôi à? Sao? Tôi không đi. Tại sao chứ? Sợ bị đá. Sếp Trương, sếp lãnh. Súng của Vạn Toàn. Tôi đi qua đó. Nè, dẫn lên xe. Đúng là khẩu súng của Trúc Xuân Minh.